Ngày 22 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang, 27 tuổi, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, để điều tra về tội giết người. Tối cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội thông tin, theo lực lượng chức năng, nghi can trong vụ án này là Giáp Thị Huyền Trang đã nhảy cầu tự tử sau khi gây án. Thi thể phát hiện trên sông Đuống chiều tối 21 tháng 9 chính là nghi can này. Giáp Thị Huyền Trang là người bắt cóc sát hại cháu bé 2 tuổi tại Hà Nội và đòi chuộc 1,5 tỷ đồng. Theo đó, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 21 tháng 9, lực lượng chức năng vớt được thi thể một người phụ nữ ở khu vực sông Đuống, đoạn qua cầu Phù Đồng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Ngay trong tối 21 tháng 9, lực lượng công an Hà Nội về Bắc Giang đưa mẹ nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang đi xét nghiệm ADN. Kết quả giám định ADN xác định thi thể người phụ nữ trên là Giáp Thị Huyền Trang. Trước đó, ngày 19 tháng 9, lực lượng chức năng phối hợp xác minh truy bắt Giáp Thị Huyền Trang là nghi can bắt cóc cháu bé sinh năm 2021 ở một khu đô thị thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đòi tiền chuộc. Qua truy xét, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu bé tại ao thả cá thuộc trang trại của một gia đình ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh làm rõ. Ngày 22 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC. Hai cựu nhân viên của AIC cũng bị khởi tố, gồm Nguyễn Viết Toản và Nguyễn Đăng Linh. Ba cựu cán bộ của Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, gồm Trần Văn Tuyên, Nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, Nguyễn Đăng An, Nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Kim Huân, Nguyên Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Ngày 22 tháng 9, Công an tỉnh Sơn La thông tin vừa phát hiện bắt quả tang Lò Văn Thắng, sinh năm 2001, trú tại bản Ta Tạng, xã Triềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, về hành vi mua bán tàng trữ vận chuyển chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 5 bánh heroin, hơn 30.600 viên ma túy tổng hợp, 2 kg ma túy đá, 2 khẩu súng ngắn quân dụng và 35 viên đạn. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí từ biên giới đi một số địa phương khác tiêu thụ. Hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ Lò Văn Thắng và tiếp tục được điều tra mở rộng vụ án. Công an thành phố Đà Nẵng vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Xuân Dũng, 27 tuổi, trú thị trấn Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, thì 18 giờ 45 phút ngày 19 tháng 9, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo của anh Bùi Tea, 38 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, về việc bị Hoàng Xuân Dũng thuê xe máy của mình rồi bán lại cho người khác. Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, Dũng khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ việc khác. Cụ thể là đầu tháng 8 năm 2023, đối tượng dùng phương thức thủ đoạn như trên để thuê một xe mô tô hiệu Honda Vision của một người ở đường Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, rồi đem cầm cố cho một người khác ở chân cầu vượt Hòa Cầm với số tiền 4 triệu đồng. Đến ngày 11 tháng 9 năm 2023, Dũng mượn xe máy hiệu Honda Airblade biển số 74D2223X của một người quen cùng chỗ làm, sau đó đem cầm cố được 10 triệu đồng và tiêu xài hết. Cơ quan lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ nhiều tang vật khác liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.